vô. Nếu mà mọi người không có cắt kịp stream thì hôm nay chúng ta sẽ farm cho Furina, không phải là farm mà trap cho Furina của thằng bạn mình ha. Thì Furina tóm tắt thì cầm cái này C2 10-10-10, nói chung là 10-20, cái này khá là hoàn hảo này. Cái này thì có thể nâng cấp được, mặc dù nó 40 CP với lại thì quá nạp nhưng mà nó không có HP này. Cái này thì vừa đẹp thôi, cái này thì chỉ vừa đẹp thôi. Cái này thì nó ổn ha. 34 CP gì thì ổn rồi ha. Và cuối cùng thì cái này thì nó cũng khá là hoàn hảo, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nâng cho con này lên top 1% luôn, kiếm cái lông onset cho này. Tuy là mình không kiếm được lông onset cho Furina, nhưng mà trước giờ viewer của tôi chưa bao giờ không kiếm được cái lông onset nữa. Cho nên là đúng không Hưng? Thật ra con phu này có một sự không hoàn hảo, đó chính là không cầm khai ni suit để bút tinh thông. Cái vấn đề là con Furina này team anh Long mà cầm khai ni suit bút gì? Lần đầu tiên này, trái thanh long có trong mì tôm. Ý, từ từ cái hoa đó up được cho xin chiêu mà. Đúng vậy. Anh đúng chính nó. Có chứ, anh đã nói rồi, nếu mà em có trên 400, thật ra technically là trên 300 ấy. Nhưng mà Ron chứ không phải là farm dùm. Ron dùm. Nếu mà nhận Ron dùm thì có, thì vô banner thì cứ hỏi đi tụi. Cứ hỏi nhắn riêng cho tụi anh. Ừ, cứ nhắn trên đây. Chính hắn. Đó thấy không, cái đầu tiên này. Cái này cũng lên được nhưng mà không phải cho. Quá tệ. Bỏ này chắc chắn bỏ rồi nha. Bỏ luôn nhá. Đẹp. Cái đó là 4 vòng thì mình sẽ cần seeder, nhưng mà nó không phải 4 vòng. Xiền chiêu. Cái gì cũng cần nạp. Xiền chiêu. Không phải double crit cũng. Vậy lớn gì? Này vì đam mê ha mọi người. Lớn này vì đam mê. Rồi lên hết rồi, lên wow. Rồi, bỏ. Nghe miễn cưỡng mà. Hả? Nghe miễn cưỡng. Cầm cái lông này. Hiệu quả nạp giữ được nè. HP. Anh thanh niên. Hả, giữ được, ok. Mà nói thiệt với các bạn luôn, tự nhiên có cái dòng phòng ngừa flash mà ngày hậu vẫn nhất quyết là nó vẫn giữ lại sao ta? Đấy. Ê, đó. Ok. Lần này mình all in là thuận theo ý Hưng nha. Tất cả là, nếu mà có bị gì thì tất cả là lỗi tại Hưng nha, không phải là tại mình nha. 3 2 1 tất cả là lỗi tại Hưng nha, tất cả là lỗi. Ủa sao lỗi tại anh? Farm full mà. Vấn đề full. Không có lông luôn nè. Thấy chưa? Hoa hoài vậy. Mình khóa thì màu hoa này yếu hơn hoa trước nha. Tức là nó sẽ bị thiếu khả năng cho nên. What the hell? Ấy giờ sao tàn được? What the hell? What the hell? What? Anh nghĩ là nó không thể tệ hơn thế. Đi từ trái sang phải luôn, quất luôn. Lại từ từ ha, xen kẽ đi ha.
Rồi thôi bỏ rồi đó. 721. Brother Trời ơi. Rồi lần này all in nè, chuẩn bị lần tới lần này all in nè. Sát thương nguyên tố lôi này. Lấy cái đồng hồ đó đi đi. Lấy cái đồng hồ đi đi. Mình đi từ trái sang luôn, mình đi từ trái sang luôn cho anh. Đi từ trái sang luôn. Trời má. Không đút trọng tâm video đó kiểu. Rồi thôi cái này phá vỡ luật lệ thử coi. Thì mình muốn hồi in này. Hồi in đi. Này là một lần cho xong luôn. Cái này mà hồi in nó vô rồi mới hại này. 2 3. Ok rồi đó. Nó lịch. Ê cũng được á chứ. Nhưng mà nó phục ngữ. Về mặt lý thuyết cũng được á nha. À rồi đó hết. Ngon luôn. Không. Thật ra nếu mà Kachina cầm được. Kachina cầm được. 4. Được, ngon. Con đường lên 17.5 tỷ lệ không còn xa. Silonen cũng được luôn. Nè, cái nó hồi nãy. Ôi ngon. Làm cú 14 chấm cái nè. Mười ba phẩy sáu luôn, làm cú 17.5 cho người ta chăm cho coi nè. 17.1. Mười một chấm bảy. Được, good. Mạnh. Trước giờ mình farm rồi, cái thằng này không bao giờ. Được, lên được. Xiên chiêu. Nó cùng mình nào. Xiên chiêu. Xiên chiêu. Đúng vậy. Đồ cho xiên chiêu đây rồi. Thật ra nó cũng không tệ ha. Ok. Được. Bây giờ không thấy lông mà tặng gì đâu. Vậy, wow. Vậy kinh chuyển sang hoa hả mọi người trên stream. Trên stream cái kinh chuyển sang hoa hả mọi người. Hay sao á. Đỉnh cao đời người dữ vậy. Nón không thấy một cái này. Trong khi mình đang cần nón nhất này. À nón ngon rồi mà. 13 anh thằng này gì nữa. 17 đi chứ. 17 đi à. Tới không. Nữa à. À hiểu. Hiểu được. Bê bỏ này. Cái này không biết do cái gì không mà tôi có cảm giác không lành anh em à. Thường cái đoạn này nó sẽ gãy. Tức là nó sẽ không gãy theo kiểu là nó hụt hết không. Nó sẽ gãy theo kiểu nó chưa tới á. Ví dụ như vậy nè. Đó. Nó lên xong cái nữa xong rồi nó lại bị hụt hẫng ở chỗ là nó có thể lên thêm một xíu nữa nhưng làm luôn đi. Đó. Được rồi này. Đó. Editor của mình ơi. Em có bị sản không? 1, 2 tấn công 29 Iron. Bị lệch rồi. Ok. Nó min quá, em không biết nó lệch luôn á. Tấn tỷ lệ mắc có 23.3 thôi nha mọi người. Và đó là thứ tôi không có. Nào. Ghê. Emoji ở đâu đẹp quá vậy. Aventure Lim all in lần đi, lười quá. Ừ rồi bỏ. Ê tính ra nó cũng ngon đó chứ hào nhỉ. HP mày dòng phụ tấn công mà anh ngon cho gì anh. Đi nha.
Quá boeng rồi, chỉ số boeng. Bấm lộn, bấm lộn. Giờ hoa inbox nhiều... qua bên Discord á. Giờ hoa nhiều quá rồi, cho nên là chắc là đốt một crit tôi mới khóa nhỉ. Tôi nghĩ vậy. Thì chúng ta cần một cái lông. Ừ, bây giờ ở tiêu chuẩn cao của cái ạc này rồi thì double crit mà mới chơi thôi. Không có gì nãy giờ luôn này. Chắc đủ ngon rồi, được rồi, sau đó qua khu tao rồi. Thằng bạn mình nó muốn chắc trước khu tao rồi. Từ từ. Để xíu. Để gì? Để coi có cái lông nào ngon không, để sợ không có cái lông nào ngon rồi. À. Hu ta cầm này được mà đúng không? nhớ Hu ta cầm này được mà. Ê. Ồ, ly tấn công này ngon này. Nếu như các bạn không thể kiếm được một ly thủy ngon thì đây là ly rất ngon cho xin kêu. Bye bye. Nhớ chưa like, nhớ like nha. Cái dụng này. Hai cái dục này. Để tính là đang cần nó gì luôn á. Không, tôi tốt. Để trước đi ha. Bê này. Từ từ nha. Ok, tiếp nào. Ok, bỏ luôn. Rồi, cái tấn công. Đây nè, xiên chiêu. Tỷ lệ đó. Trời ơi, anh còn tưởng nó tỷ lệ 17 cơ. Xiên khỉ. Ê, tính ra cái này ngoài lệ xíu nha, sao anh cảm giác Yu-chan người trong nhà em á hả? Ừ, em cũng đang hơi nghi đó, mà nếu em kiểm tra kinh thì có vẻ không phải. Anh... À, nãy giờ hơi kỳ, nãy giờ hơi xui nha. Đổi gió xíu cầu... đi. Qua theo yêu cầu của chúng anh là giờ farm ma nữ à. Ha. Ừ, farm xíu ma nữ đi. Farm xíu ma nữ đi. Bỏng lắm mới tìm tới tôi sao? Farm xíu ma nữ đi. Thì giữ được không ta? Cái giữ được, nếu mà chưa có đồ á. Đây nè. Đó. Biết đâu ra ly hỏa hả? Ok, để coi thử coi ra ly hỏa không nhá. Lôi này, B này, lôi. Ê, nãy giờ lôi hơi nhiều quá. Tôi hỏi người anh em bên kia có quan hệ gì với lại lôi thần và Yamiko mà sao nhiều dữ vậy? U à. Ê lên luôn. Ừ, còn nhiều thánh di vật dễ quá, chắc mình xài mấy cái năm sau mình phót luôn á. Ừ. It's the biggest piece of dog shit. Trời. Ui. Tiếp thế nha, thôi kệ vẫn giữ được. Nó mà 34.2 là ngon rồi. Gần bằng cái lông mình rồi. Hả? Ủa hả, là nâng chưa ấy? Not bad. Ấy không đó hơn. Ok cũng được, không được. Tại nhưng mà nó bị cấn. Ừ, nó hơi cấn một xíu thôi, vậy cũng được rồi, không sao. Không. Wow, đỉnh cao rồi. Giờ tới lại liệu Raiden có đồ, có luôn á chứ. Hô. Có luôn, tấn công 21 luôn, ngon điên. Tấn công rồi chân ái. Chiêu phút rồi. Đã đang thiếu phút rồi thì chứ. 11. Cái đó không phải là số 7, đó là một lời khuyên chân thành.
nói chung cái trong cái kinh mình thì mình là người giúp muốn giúp viewer, còn ông Hưng là ông người số 7 nha. Nói chung là quen rồi, mọi người coi nhiều mà mọi người cũng biết á. Tính ra tự nhiên không cái này tự nhiên quá đồ luôn á. Tự nhiên xong này cái tự nhiên Huta có đồ, còn Furina không nâng được gì kìa. Đó đi hỏa nè. mới vô video là bắt đầu có tiến triển cái ly hỏa rồi chứ. Đây này. Giữ được này. Giữ được này. Giữ được này. Ghê. Chẳng lẽ cái thánh gì mà nó vừa nghe xong cái nó thấy sợ thôi. Nó kêu thôi. Còn này có xíu hy vọng để nó cho nó tuyệt vọng. Support cho kênh, đúng không? Còn tôi thì sợ à. Sợ. Ê 16 HP nó cũng chơi được á. Ừ nhưng mà sợ. Know your fucking place, trash. Tôi nói 17 rưỡi là 17 rưỡi tí lại ông ơi. Ê. Nó nghe sai rồi. Cái gì mà điếc. Có tai đâu mà nghe. Nãy giờ Faker. Nãy giờ thôi nhiều hơi nhiều tỷ lệ vậy. Đúng không mọi người? Hơi nhiều gì á. Oh! Ew, dude. What the fuck? Tính là 4 dòng mạnh cho khu tao luôn mà nó ra gì đó trời. Rồi. Mình tiếp đi. Nãy cái kia rồi, giờ tới chúng ta tới ma nữ. Mình tiếp ma nữ đi, ma nữ đang ngon mà. Ôi dồi, 5 ly 6 hoa. Ghê vậy. Wow. Giờ tới băng. Bây giờ we have ice. I have ice in my vein, fire in my soul. Chào ngày mới luôn. Chào ngày mới à. Chào ngày mới luôn rồi. Ừ thì phong quá nhưng mà đâu phải ạc anh đâu mà. Quái. Trời ơi. Thôi kệ đi. Đỉnh chưa? Ừ vậy thôi giữ được. Đỉnh đó. Chưa? Chán thế nhỉ, tiếc thế. Tôi gợi ý cái gì ra kêu tôi thế. I mean it's alright, like này thế kia. Không. Xong rồi nó đi giữ cái đồng hồ 18 tự. Thì đã có đồ đâu. Thì nó cũng khác mẹ gì không có gì không. Hay là lại hoa nữa. Quá nhiều hoa cho phiên bản ngày hôm nay của chúng ta. Nhiều khi vì cái đồng hồ 18 tự đó mà bỏ chơi game luôn á chứ. Không gặp trường hợp đó rồi. Xong anh kêu chuyện đâu còn có đó. Cái xong có ra đồng hồ 22 ngự. Mệt luôn. Nghỉ luôn. Đi lúc. Ấy. Đi lúc. Về HB. Ở Lý HB cũng được. Tức là chúng này làm cho cô ấy á. Phạm cho cô ấy á. Ừ cho cô ấy nha. Chứ không phải là cho kia đâu nha. Cái này mày không cần nữa nên chúng ta dục luôn đi ha. Ừ, mọi cái vô dọc rồi. Trời ơi. Tấn công trước đi. À không, cái này trước đi. Tông lòng ngon hơn. Ây da, vô. Ê. Ê vô. No, that's a lot of damage. Ooh. Hai. 13, 15. Lý luôn ấy chứ. Hay luôn. Ê nó không tệ nha. Tại vì nó chỉ 20 cho nên nó không tệ nha. Được. Ê nhưng mà nó ghi 20 nạp thì mệt đi. Nice. Ngon. Rồi xong 11 sát thương luôn ngon. Rồi giữ được tiếp. Ngon luôn. Bắt ở you win. Trời ơi. Đó nè. Hết bị.
What? Trời ơi, mẹ luôn. Vậy là hôm nay không phải cho Furina rồi. bị lái rồi phao hưu tao rồi. À, cho đi lướt ông bạn chủ kênh ơi. Ở lộn, bạn chủ ạc ơi. Bạn... Mày nói giờ đi lướt xong có độ luôn rồi kìa. Vô. Chẳng lẽ hôm nay hưu tao có đồ, kiểu như hưu tao có đồ thiệt ta. mặc dù ạc này còn chưa có hưu tao ấy. Chủ ạc không có đi lúc kìa. Tại sao xưa người tới rồi HP, tại sao người tới nhà không rồi. Không có gì bên này luôn, quay lại với lại cái này có đồ mới bắt đầu trầm cảm này. Hả? Đang đi phong nè. Ta phong ngự luôn đi. Ừ. Nói chung là đây. 1 2 3. Đó, thấy không? Trung bình lất mình nâng giùm. Ừ. 50 CP. Đó. Cho tôi xin miếng chủ kinh, cho tôi xin miếng tôi cái này mà tôi thì tôi húp rồi. Phải nâng cái. Ừ rồi dùng gì. Đừng biết được này. Nó vô HP luôn đó chứ mới hay. It's alright, like. Thôi giữ tạm được ha. Giữ tạm được. Ok. Hay. Chịu. Không cho anh á, chưa. Giá như nó xong rồi. Mình coi như xong rồi, xong mình end video luôn không? Chứ như đây nâng gì nữa, nâng chi nữa. Nhiều quá rồi. Mạnh quá rồi. Tính ra giờ chỉ còn ba nữ thôi đó. Mình thanh tẩy cái đồng hồ. Ủa cái lồng đó như thế nào vậy? Cái lồng đầu tiên hả? Không. À, trời ơi, nhìn nhầm. Thức khuya quá, ông Hưng ông bắt đầu bị quán gà. Và bình thường em với anh thức khuya hơn em mà. Ủa? Ông nhiều khi thức khuya mà qua cái màn hình cọt á. Thế sao mà mình đang mong muốn thì mình hối cho nó nhanh á. Thấy không? Ví dụ như hối cho nó ra sát thương bạo kích đi, xong rồi nó chặt đi, kiểu vậy. Ê. Ê. Đó, xin chiêu kìa. Xin chiêu kìa. Xin chiêu là phải có cái những thứ như... Đó. Thì các bạn lên set này tại vì thế này sẽ đá e đầu. Hay đầu rồi. Thiệt luôn, chịu. Là lông cho Furina. Miễn sao mày không phải lông Furina là mày sẽ nâng được hả hay sao ta? Trước giờ mình nâng cho viewer toàn lông không mà giờ tới bạn mình thì mình không nâng được cái lông nào luôn. Cái đó gọi là gì ta? Bục chồ buộc gì gì sắp tới end video rồi, giờ mình không biểu cảm luôn rồi đó. Mình nâng cho lẹ end video nãy được cái ly phong hơi bậu. Cái kiểu gì? Chịu được nè. Nữa hả? Băng nữa hả? Lại phòng ngự luôn này. Ai này. Mã này. Mình muốn nâng cái đó. Nó cao hơn anh chứ anh lại khóc nữa. Nhưng hãy nhớ like và subscribe cho kênh để chúng tôi vượt qua những cái cảnh như thế này. Phòng ngự chứ gì nào. Ly ngự.
Ừ, là thề kệ Không. Ý được này. Trời ơi. Hết được rồi á. Tự nhiên cái cuối nó lệch vậy chịu rồi. Hết được rồi. Sắp xong rồi. Nè, Mizuki donate được rồi chứ mình không có quạo nha. Còn cái đồng hồ ngự này quạo thiệt nè. Kiểu vậy không đóng này bỏ yên đi. Bỏ. Trời ơi, nó mà vô tỷ lệ 15.2 có nó ngon hơn không? Ê, lại nữa. Ê. Tiếp này, tiếp này, tới rồi. Rồi mà hết phút rồi, tới rồi. Đã tổng cộng 20 rồi. Đã cộng 20 thì qua với cái khác. Ừ. Đó, bỏ cái đồng hồ đó đi. À. Thấy chưa? À. Lông mình có cái mảnh, hoa mình có cái mảnh lắm rồi, cho nên là lấy cái này phút luôn nè, hy vọng nó không vô. Tự nhiên rồi, hy vọng nó không vô, à, sao nó không vô thiệt kìa. Hợp lý. Em sao á. Ê, lúc đó là sẽ thường bỏ hết hồn nha. Nhưng mà... mới lịch lần rồi, thôi thử cũng để giữ cũng được ha. Giữ được, 721 vẫn là khả năng được. Xong mà hết phút rồi. 13.2, ừ. Lại giữ này. Trong những khoảnh khắc như thế này tại sao không có một cái đứa nào được x2 lên vậy hả? Cái này nữa anh. Vô. Hai lần rồi bỏ ha. Đây nhưng mà nó 21 sẽ thương. Thôi bỏ được rồi. Trời ơi. Nó ra 2 vòng còn lại. Tiếc thế nhờ. Đi. Em là đi rồi. Mày theo thứ tự ha. Theo thứ tự. I gotta tell you, it was perfect. Ngon luôn, thấy chưa? 14, 12. Rồi, 30, 40 CV đó. Yeah! Win rồi! Đỉnh vậy! Win rồi! Trái tiếp thì cái này 15, cái này 15 HP. Bỏ nha. Rồi, ừ. Vô. 40. Ai ơi. Không sao, quan trọng là mình có cái 13.6 rồi thôi. Nói chung với lại giờ vậy được ngon lắm rồi. Cái này nhiều tỷ lệ quá này. Cứ lấy cái đấy trước đi rồi mình coi. Cái này là cũng nhiều tỷ lệ quá này, cho cái này đi. Ôi cha. Ủa vậy gì offset à? Cái này nhiều. Này để coi tỷ lệ HP có cái gì được không? Cái này được này. Em lọc theo sát thương á. Vậy là HP sát thương á. 74. Cái này cộng nhiêu? Cộng 30. Còn cái này cộng 16. 16 cộng 74 là được. Ê, cái này gần tỷ lệ của em rồi này. Ờ, để mình check Akasha cái nè. Check Akasha cái. Basically là hút tao gần như full set. Cái này được luôn. À cái này cũng mệt. Cái này là cái làm mình buồn. Nói chung là được 3 đồ dành cho hút tao, 2 cái còn lại thì dành cho những nhân vật khác ha. Còn Furina thì cũng rất là may mắn được 3 món mạnh hơn cái hiện tại Furina đang xài. Nhưng mà để bạn ấy cân đồ sau để coi như thế nào. Rồi đó thì là hết content rồi đó. Rồi nên là nếu mà mọi người muốn ủng hộ cái Ly Phong bên này nè. Bên này nè đó, Ly Phong bên này nè.
thì mọi người like, subscribe và ấn vào nút chuông á để mà ủng hộ mình làm ra những content như thế này nữa. Và nếu mà mọi người có tầm 300-400 cái nhân vật á trở lên mà mọi người muốn muốn tôi chép giùm á thì mọi người có thể liên hệ tôi ở trong kênh Discord ha. Và mọi người hãy ủng hộ WeWoGame với phần mô tả của video nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Bye bye.